Xin chào các bạn đang xem video trên kênh Giao Nhật Bãi 323. Hôm nay là video của ngày 22 tháng 7. Như thường lệ, mình vẫn lên vào các thứ hai hàng tuần. Kênh của mình bán các hàng dao Nhật, hầu hết là dao Nhật đã qua sử dụng. Một số cây dao thì còn rất là mới tới 90-95%. Thì dao của Nhật chất lượng của nó rất là tốt, bên mình mua về theo cái thị hiếu của khách hàng, mua về sau đó với kinh nghiệm của mình là một thợ rèn là mình mua về xử lý vệ sinh từng cây dao, kiểm tra độ chắc chắn, sau đó mài dao sắc bén như dao mới, mài hoàn toàn bằng đá nước. Khách hàng nào ưng mã sản phẩm nào thì nên liên hệ với mình qua số điện thoại 0989 068 323. Mình dùng cả Zalo số đó. Thể lệ mua bán thì với những khách mới thì cần cọc trước cho mình 50.000, bên mình không ship code 100%. Giá bán và kích thước thì mình sẽ đo cụ thể cũng như là mình sẽ test độ sắc bén ở trên video. Và mình đi vào chi tiết. Hôm nay là mã 80, có liếc này, liếc và có rìu Nhật, dao Thái, đủ các mẫu dao. Mình đi vào chi tiết. 80 gạch 1 là một cây liếc bằng sứ, còn rất là mới. Đây là liếc bằng đá sứ bằng tay này. Và cây này thường liếc sứ nó ngắn, cây này là thân liếc rất là dài, đường kính cũng lớn. Cái phần đai bảo vệ nó có 5 cánh, bảo vệ như vậy rất là an toàn, khi chúng ta liếc lưỡi dao nó không có cái cơ hội để nó trượt qua vào tay. Cây này chiều dài thân liếc là được 23.5, tổng chiều dài của cây liếc là được 44.5, 34.5. Đường kính liếc là 1,5 cm. Cái liếc sứ này nó là liếc mịn, cái chất liệu sứ thì nó rất là cứng, người ta còn dùng cái sứ để làm men răng ấy, tức là nó rất là cứng. Thì cái này các bạn liếc nó rất là ăn, mà đặc biệt là mình đã test qua cái liếc này, khi mà liếc thì liếc cho dao Thái ấy, thì có thể cắt giấy được, cắt ngọt luôn. Cái này mới bán với giá là 400.000 đồng một cây liếc như mới, cán này là cán bằng nhựa, thân liếc dài. 80 gạch 2 mình có một cặp liếc bằng kim cương, tức là liếc liếc mạ bột kim cương. Liếc này thì nó không có đóng chữ ở trên thân, cán bằng gỗ. Một cặp này đồng dạng về kích thước và nó là một cây hạt thô và một cây hạt mịn. Thì các bạn dùng loại nào cũng được. Những người có nhu cầu cần dùng hạt loại hạt mịn hơn thì dùng cái loại mịn hơn. Những người cần thô thì nó nhanh sắc hơn. Chiều dài là 16, chiều dài thân liếc, tổng chiều dài là được 27. Phần rộng này thì sát cán này nó được là 2.8. Của nó là một mặt lồi và một mặt phẳng. Cây dẹt, cây cây mịn thì nó có một cái đường rãnh ở giữa. Còn kích thước thì đồng dạng nhau, cán gỗ. Đồng giá là 150.000 một cây. Tám mươi gạch ba, một cây rìu Nhật ba lớp thép. Cái này các bạn cầm trên tay thì các bạn sẽ nhìn rõ được cái lớp thép của nó, ba lớp thép. Trên thân rìu thì không thấy có chữ, tuy nhiên thì chuẩn là rìu Nhật. Nếu mà nhúng qua FSL thì các bạn thấy thấy được cái rõ cái lớp thép của nó. Đây là cái vân thép của nó đây. Cái này lưỡi rộng, độ rộng của lưỡi là 11.2, đo theo chiều này là 11. Nó dày từ trên, mỏng vát về mũi. Cái thiết kế của rìu Nhật nó rất là bay lưỡi, bay cái lưỡi chặt nó rất là thoáng. Cái này mình bán 230.000 đồng. Tám mươi gạch 4 cũng có một cây rìu Nhật 3 lớp thép. Cái này thì cái lớp thép nó nhìn nó rõ hơn, mặc dù mình không có nhúng qua FECL, cái dung dịch FECL nó làm cái lõi, nó nhìn rất là rõ.
Cái này thì nó có chữ và có hình ở đây, tuy nhiên nó cũng hơi mờ, kiểu như hình con gà hay con gì đó. Cái này có giá là 250.000 đồng. Chiều dài của lưỡi là độ rộng của lưỡi là được 10.4, đo theo chiều này là 11. Cán này là cán zin của nó. 250.000, các bạn muốn trải nghiệm những cái dụng cụ của Nhật, những cái dụng cụ dao bếp này hay những cái nông cụ rìu của Nhật, cuốc của Nhật cũng đều rất là tốt, chất lượng của nó tuyệt vời. 80 gạch 5 có một cây dao thái bản lớn của hãng Kai, nguyên khối thép không gỉ, ở phần lưỡi là nó có thiết kế rãnh chống dính, có giá là 400.000 đồng. Dài lưỡi 16.5, bản rộng 6.9, độ dày, cái này có độ dày là chừng 1 ly 8. Cái phần sát cán này có mấy cái điểm lấm tấm đầu kim không đáng kể, do nó tiếp xúc với cái những cái loại dao thép carbon nó có gì nên nó bị ảnh hưởng, còn dao thì rất là tốt, khi các bạn dùng nó sẽ không bị gì nữa, bởi vì nguyên khối thép không gỉ. Nếu mà trong môi trường không tốt thì đến inox nó cũng gỉ. Dao này chỉ dùng thái, tuyệt đối không dùng chặt. Giá là 400.000 đồng. Tiếp tục giới thiệu vào lô dao bếp thì mình có một cái lô dao này của một anh khách quen của mình. Anh ấy cũng sưu tầm, thấy kênh của mình có số lượng khách hàng nhất định, anh ấy có nhờ mình bán số lượng dao. Mình giới thiệu trên đây bạn là các bạn tham khảo. Một cây dao chặt. Cái này của Tosa. Đây là hoàn toàn mình không có xử lý, nước mài của anh đó. Lõi cái dòng này thì thường là hoàn toàn là 3 lớp. Cán còn nguyên zin, cán rất là đẹp. Đây là mình cũng bán giúp, cho nên là các bạn khách hàng, một số khách hàng anh em quen không trả giá, vì là mình có bán hộ thôi. Một số anh em thân thì mình sẽ bán giúp. Chiều dài là 17.5, phần rộng nhất 6.3, gần 6.3, độ dày 7 ly. Cái này nếu mà mình xử lý mài lên mà lõi tách vân như mình thì mình bán giá nó sẽ rất là cao. Cái này là 800.000 đồng. Mình đánh dấu là A, mã A 800.000 đồng. Mã B, một cây dao gấp. Trên đây có mộc hình dấu thập, thập chữ thập đỏ. Chữ thập viền đỏ. Đây nó có chữ. Chất thép của cái này thì nó rất là bén, hoàn toàn là thép không gỉ. Có bốn cái dụng cụ đi kèm, một lưỡi dao, một lưỡi này rất là bén. Những cái này chức năng của nó là khui bia này, rồi là làm gì đó mình không có dành. Cái này ốp của nó không gỉ, tất cả đều không gỉ. Có giá là 500.000 đồng. Mã B. Mình không có dành về những cái sản phẩm này. C, một cây dao gấp. Có giá là 400.000 đồng. Cái phần ốp của nó có vẻ như là ốp bằng bằng sừng. Bằng sừng hoặc bằng xương. Thiết kế cái này rất là hay, chữ cái rãnh hai bên của nó là ốp bằng đồng thau, cầm cây dao có độ thẩm mỹ rất là cao, và khi bấm vào đây thì có thể hạ được lưỡi xuống, còn khi nó đã vào vào khóa rồi thì không thể nào di chuyển được, cái độ an toàn rất là cao. Bấm vào đây hạ xuống. Cái này có giá là 400.000 đồng. Mã D có giá là 300.000 đồng, cũng là một cây dao gấp. Cái này có chữ.
À, có một con ốc ở đây bằng đồng thau. À, dí vào đây. Còn khi vào đây nó khóa, khi mà chúng ta dí vào cái cơ quan này thì là nó sẽ có thể thu lại được. Cái này có chữ cả hai bên. Thép không gỉ. À, đường kim loại thép không gỉ. Và nó ốp bằng cái loại gỗ rất là xịn. Cái này có giá là 300.000 đồng, mã D. Dao rất là bén nhé. Dao mình chưa có. Đây là anh ấy mài. Anh này là chuyên sưu tầm những cái đồ rất là hay. Một đại gia ấy. Nhưng mà khi anh ấy không thích thì anh ấy lại giải tán bớt. Mã E có giá 300.000 đồng. Một cây dao gấp. Cái này thì mình cảm nhận rất là đẹp. Có thể mình sẽ giữ lại cái này. Nếu không khách nào chốt mình sẽ giữ lại cái này dùng. Cái logo của nó trên này hình con gà này. Hai con gà. Đây cũng hai con gà này. Chỗ này cũng hai con gà này. Và cái này cũng có hai con gà. Dọc theo thân này là ba rãnh bằng đồng thau. Ốp bằng đồng thau. Ốp hai đầu bằng đồng thau và giữa là sừng hoặc là xương. Đây là cái sừng. Hoàn toàn bằng thép không gỉ. Lưỡi nào cũng sờ rất là bén. 300.000 đồng. Cái này rất là đáng sưu tầm. Mã F. F là một cây dao nguyên khối thép không gỉ. Đây là nó dính cái băng dính. Có quay da và bao da. Ốp sừng. Stylet. Đằng sau cũng bằng thép không gỉ. Giá là 200.000 đồng. Cái này kích thước hơi nhỏ một xíu. Tuy nhiên thì thép không gỉ. Có bao da đi kèm. Rất là đẹp. Đây là mã F. Mã G. Một cây dao. Cái này được làm lại cán. Khâu bằng đồng thau. Anh ấy bán có giá 100.000 thôi. Thiết kế như một cây dao găm. Dài lưỡi là 15,5. Tổng chiều dài cái này. Tổng chiều dài là 28. Lưỡi dùng cho tay phải. Dao rất là bén, đánh bóng. H cũng là một cây dao 100.000 đồng. Khâu vừa khâu đồng và khâu thép không gỉ. Cán được làm lại. Cây này là hai lớp thép chưa mài tách vân. Các bạn nhìn rõ cái lớp thép của nó. Lõi rất là rộng. 100.000. Cái này giá 100.000 các bạn về mài tách vân. Cái này đẹp tuyệt vời. Kinh nghiệm của mình lõi cái này rất là rộng. À, cái này là ba lớp thép. Dao ba lớp thép. Có chữ. Chữ thủ công. Dài lưỡi 14, tổng chiều dài là được 29,5, 100.000 đồng, giá rất là mềm. Một cây sashimi. Cây này có giá là 100.000 đồng, mã Y. Cây này sống dao rất là dày. Lưỡi hai bên. Cái này kiểu như một cây tan tô, không phải là sashimi. Không biết là có honiaki không? Con đường Hamon không? 100.000 đồng. Cán rất là đẹp. Khâu sừng. Và mã Z. Một cây dao hai lớp thép, lưỡi dao dùng cho tay phải. Cái khâu còn rất là xịn, khâu này là khâu của Nhật 100%. Cán cũng rất là xịn. Có giá 100.000 đồng. Lưỡi dài 11,3. Phần rộng 3,2. Cái này dày gần 5 ly. Rồi cái lô này
từ A đến Z. Bạn nào ưng mã nào thì báo với mình. Rồi mình đi vào các lô giao bếp của mình. 80 gạch 6, một cây sashimi, cái này là lưỡi một bên dùng cho tay phải, nguyên khối, thép không gỉ. Dao nhà bếp dùng thép không gỉ. Cái này có chữ khắc chìm. Giá là 120.000 đồng. Dài lưỡi là 20.3, bản rộng 2.9. Độ dày đều, độ dày cái này là 2 ly. Tất cả các sản phẩm dao của mình đều mài bằng đá nước với độ mịn rất là cao. Cho nên là khách hàng mua về chỉ việc sử dụng, không cần phải mài lại. Trên video những cái ưu điểm, nhược điểm của cây dao mình sẽ cố nhớ để chia sẻ thật chi tiết. 120.000 đồng. 7 80 gạch 7. Một cây dao 3 lớp thép. Một nakiri 3 lớp thép. Lõi thép carbon có gì, ốp không gì. Chữ dập chìm. Cán cái này rất là xịn. Cán không bị hở. Giá là 300.000 đồng. Dài lưỡi 16.2. Bản rộng 4.4. Độ dày gần 2 ly. 300.000 đồng. Cán hai bên là ốp bằng gỗ hồng. Gạch 8. Một santoku nguyên khối thép không gỉ. Trên đây có thông số là ST35, có mộc triện và chữ khắc chìm. Giá 250.000 đồng. Dài lưỡi 16.4. Bản rộng gần 4.3. Cái này có độ dày 1 ly rưỡi. Với những các bạn mới quan tâm tới dao Nhật thì các bạn nên dùng những cái dòng dao không gỉ này. Cái khâu bảo quản nó không có vất vả. Còn khi các bạn dùng quen rồi, thích trải nghiệm những cây dao thép carbon, độ sắc bén cao hơn thì các bạn dùng dao thép carbon. 80 gạch 9, cây Santoku có giá 200.000 đồng. 3 lớp thép. Lõi thép carbon có gì, ốp không gì. Cái này của làng rèn Seiki. Dài lưỡi 16.7. Bản rộng 4.5. Cái này có độ dày 1 ly rưỡi. Cán không bị hở. 200.000 đồng. Những cái này các bạn chỉ dùng để thái, tuyệt đối không dùng băm chặt. Bên mình đã mài sắc bén với độ mịn rất là cao, nên các bạn về không cần phải mài lại đâu. 80 gạch 10, một nakiri 3 lớp. Lõi không gỉ, ốp không gỉ. Cái này ốp Nasiji không gỉ. Lõi đường gian mai lượn sóng. Cái này là cái cán của nó cũng rất là xịn, khâu gỗ và nó có cái một cái lớp kim loại đồng ở trong này. Nakiri mà ốp không gỉ, lõi không gỉ, ốp Nasiji, hàng rất là xịn. Dài lưỡi là 14.8. Bản rộng là 4.7. Dày sắt cán 3 ly rưỡi. Cái này có giá là 700.000 đồng. Hàng này hàng xịn. 80 gạch 11, một nakiri 3 lớp. Cái này của hãng Tojiro. Cái này lõi của nó thường là không gỉ, còn nếu mà lõi có gỉ thì là độ kháng gỉ của nó cao. Ốp không gỉ, cán 3 đinh chốt. Giá là 320.000 đồng. Dài lưỡi 16.4, bản rộng 4.1, độ dày 1 ly rưỡi. 320.000 đồng. Các bạn không thích những cái dáng mũi nhọn thì dùng nakiri mũi bằng.
khâu đúc, khâu đúc nó rất là sạch, cầm cái dao nó rất là sạch. 80-12, một san tu cư, ba lớp lõi không gì, ốp không gì. Cái này tình trạng dao còn như dao mới, lõi gôn không gì. Những cây dao nó còn tình trạng như mới, bên mình mài nó không có vất vả, chỉ có vệ sinh dao sạch một chút. Còn dao thì rất là bén, kiểu dao xài lướt, kích thước còn như mới. 300.000 đồng. Dài lưỡi 16.8, bản 4.6, này dài ly rưỡi, đúng vậy. Cán còn rất là xịn, không bị hở. Các bạn mua cái này như một cây dao mới. 80-13, một Nakiri 3 lớp. Cái này lõi sử dụng thép Thụy Điển, ốp không gì. Thép Thụy Điển là độ bén của nó tương đương với thép giấy xanh. Sử dụng thép Thụy Điển làm lõi. Giá 300.000 đồng, cán gỗ hồng, dài lưỡi 16.3, bản rộng 4.4, dày 2 ly, dày 2 ly, cán gỗ hồng, cán hình chữ D. 300.000 đồng. Thép có gì? Thường những thép có gì thì cái độ giữ bén của nó rất là ngọt, giữ bén tốt. Nhưng nhược điểm của nó là nó có gì sét. Cho nên cái yêu cầu khâu bảo quản nó sẽ cần bảo quản nó tốt hơn. 80-14, một san tu cư 3 lớp. Lõi không gì, ốp không gì. Cái này rất là xịn. Nó dày từ trong, mỏng dần về mũi, lõi gian mai lượn sóng. Chữ khắc cả hai bên, bên này bằng tay, đây kiểu của Kanemasa. Giá 500.000 đồng. Dài lưỡi 16.7, bản rộng 4.4, dày sắt cán 3 ly. Hàng này là hàng dao xịn. Tưởng những cây nó dày thì trong mỏng về mũi, dao rất là chất lượng. Cái này lõi không gì, tối thiểu nó cũng là VG10. Tám mươi gạch 15, một san tu cư 3 lớp, lõi không gì, ốp không gì. Cái này của làng rèn Sakai, cán không bị hở, gỗ rất là xịn. Giá 270.000 đồng, dài lưỡi 16.5, bản rộng 4.3, dày 1 ly rưỡi. 270.000 đồng. Nay có nhiều cây 3 lớp lõi không gì. 80-16, một cây san tu cư của Kia có giá là 250.000 đồng. Thép không gì. Hàng Kia là hàng rất là xịn. Lý do cây này có giá 250.000 đồng vì cây này có một cái vết nứt ngang ở ngón tay của mình đây, ở gần vị trí ngón tay của mình. Tuy nhiên nó không ảnh hưởng gì đến cái chất lượng của lưỡi dao, ảnh hưởng không đáng kể. Cụ thể mình cắt nó không có bị mắc. Còn nếu cái này mà không bị có vết nứt như vậy, không có cái nhược điểm đó, thì cái này nó giá nó sẽ cao. 250.000 đồng. Dài lưỡi là 17.8, rộng sắt cán là gần 4, độ dày 2 ly. Cán còn rất là xịn, không bị hở. Tám mươi gạch 17, một san tu cư 3 lớp. Cái này lõi gian mai rất là đẹp, lõi gôn không gì.
Cán không bị hở. Cái này nó có một chút ám lấm tấm đầu kim như vậy là do nó tiếp xúc với cây thép carbon có rỉ. Và khi đã được vệ sinh và sử dụng thì nó sẽ không rỉ nữa. Dài lưỡi 16.3, bản rộng 4.2. Cái này dày chừng 1 ly rưỡi. 1 ly rưỡi. 250.000 đồng. Lõi dao rất là đẹp. Tám mươi gạch 18, một santuku 3 lớp, giá là 250.000 đồng. Mộc triện và chữ khắc này, thép carbon làm lõi, ốp không gì, khâu bằng đồng thau, cán không bị hở, giá 250.000 đồng. Dài lưỡi 16.3, bản rộng 4.4, độ dày cái này 1 ly rưỡi. Lưỡi dao được xử lý như dao mới. Carbon cắt nó rất là ngọt. 80 gạch 19, một santuku 3 lớp. Cái này lõi không gì, ốp không gì. Cái này khâu bằng kim loại thép không gì. Cán phun tang ra đằng sau này. Ba đinh chốt. Dài lưỡi 16.4, 16.3, 16.3. Bản rộng 4.5. Độ dày chừng 1 ly 8. Giá 300.000 đồng. Cái dao thẩm mỹ rất là cao, nhìn nó đẹp. Cầm cái dao nó sang trọng. Lõi không gì, cái này là nhấn mạnh là lõi không gì. Hoặc là nếu mà là carbon thì kháng rỉ rất là cao, có thể coi như là không gì. 80 gạch 20, một cây ghi ô tô 3 lớp. Lõi của nó là sử dụng thép giấy xanh. Trên đây nó có đóng rõ là sử dụng thép giấy xanh này. Mình sẽ để các bạn nhìn rõ hơn một chút. Sử dụng thép giấy xanh, chất lượng máy quay của mình nó hơi kém, các bạn nhìn không được rành lắm. Lõi đường gian mai lượn sóng, giá là 350.000 đồng. Dài lưỡi 17.5, bản 3.7, độ dày chừng 1 ly 8, dáng của một cây ghi ô tô rất là đẹp. Sử dụng thép giấy xanh. Thép giấy xanh là nó có rỉ nhé, nhấn mạnh với các bạn là có rỉ. Mặc dù cái chất lượng của nó thì tuyệt vời, nhưng mà nó có bị rỉ. 80 gạch 21, một santuku của Misono sử dụng thép molybdenum 440. Cán 3 đinh chốt, không bị hở. Cái phần nhược điểm duy nhất là sát khâu của nó hơi lấm tấm đầu kim một xíu ở cái khâu dao. Giá là 480.000 đồng. Dài lưỡi là 18.2, rộng 4, độ dày 2 ly. Cái này được sử dụng rất là nhiều cho nên bản của nó còn 4 sen. Tuy nhiên chất lượng tốt thì người ta sử dụng nhiều. Nhưng các bạn sử dụng những cái dòng Misono, các bạn sẽ thấy được cái chất lượng của nó. Có thể là cái kỹ thuật tôi, kỹ thuật luyện thép của họ. Là các đầu bếp người ta hay sử dụng Misono. 80 gạch 22, một ghi ô tô. Con này là nguyên khối, thép không gỉ. Giá là 350.000 đồng. Cán gỗ 3 đinh chốt. Cán còn rất là đẹp. Ở phía dưới này là hơi hở nhẹ một xíu. Ở những cây dao, khi mình giới thiệu, mình sẽ gắn
nói những cái ưu điểm, nhược điểm của cái từng cây dao để khách hàng có sự chọn lựa. Dài lưỡi là 20, bản rộng 4.3, độ dày 2 ly, 350.000 đồng. Tám mươi gạch 23, một Santoku của Hiromoto. Cái dòng này, cái đặc trưng của hãng là cái cán của họ bằng kiểu như là mình gọi là gỗ mun đen và khâu thép không gỉ, của làng rèn xuất xứ, làng rèn từ làng Seki. Hãng này hình như là mình không còn sử dụng, không còn sản xuất nữa. Con này có giá là 380.000 đồng. Hàng dao này rất là hệ. Cái cán của nó này, thiết kế rất là đẹp. Dài lưỡi 17.5, bản rộng 4.6, độ dày 2 ly rưỡi, mỏng về mũi. Lõi là thép carbon. Cái ám gỉ của thép carbon đó là cái ám gỉ đặc trưng. Những cái dòng thép carbon nó thường như vậy. Cái này thì nó rất là bén, các bạn dùng trải nghiệm mới biết được thực tế. Còn khi mình bán thì giới thiệu thì nhiều khi người bán vẫn hay quảng cáo. Tuy nhiên thì quan trọng là khách hàng dùng trải nghiệm. 80-24, một Nakiri của Hiromoto cùng hãng. Các bạn có thể sưu tầm một cặp này, 23-24, đồng giá là 380.000 đồng. Lõi thép carbon có độ kháng gỉ cao, ốp không gì. Dài lưỡi là 16.4, phần bụng rộng nhất của nó là 4.4. Cái này độ dày đều, độ dày 2 ly, hơn 2 ly một xíu. 380.000 đồng. Cái này có một cái gần giống dao Việt Nam là cái phần bụng nó bầu hơn, người ta dùng nhiều ở mũi, phần này cũng mòn nhiều. Thái như vậy, những cái thớt bị bóng, nó thái vẫn sẽ thái dứt điểm được đồ ăn, nó không bị dính lại. 80-25, một Santoku 3 lớp, lõi thép carbon, ốp không gỉ, bề mặt ốp vân búa, chữ khắc chìm, giá là 330.000 đồng. Dài lưỡi 16.6, bản rộng 4.2, độ dày 1 ly rưỡi, vân búa này thiết kế thẩm mỹ, chống dính, thường dao xịn, vân búa là hàng xịn. Ba trăm ba mươi nghìn đồng. 80-26, một cây Santoku của Tosu. Cái này 3 lớp, lõi không gỉ, ốp vân búa không gỉ, có giá là 550.000 đồng. Những cái dòng này thép rất là cứng. Tosu nó có một cái dòng nó sản xuất cán bằng kim loại bát giác như vậy. Và nó trên này nó có cái điểm nhám để sờ nó không bị trơn tay. Thép rất là cứng. Dài lưỡi 16.5, bản rộng 4, độ dày 2 ly, giá là 550.000 đồng. Tùy theo cái thương hiệu, tùy theo cái tình trạng của những cây dao và những cái đánh giá của những cái anh em thợ, và đặc biệt là tùy theo hãng dao thì nó sẽ có những cái giá khác nhau. 550.000 đồng. 80-27, một Nakiri 3 lớp, lõi kháng gỉ rất là cao, có thể coi là không gỉ, ốp Nasiji vân búa không gỉ, nó dày từ trong, mỏng dần về mũi, chữ khắc thủ công bằng tay, lõi gian mai lượn sóng,
Dùng cây này trải nghiệm thì nó tuyệt vời đấy. Những cây này nó vừa về thẩm mỹ rất là đẹp và chất lượng của cái dao thì rất là xịn. 16.4, dài 16.4, bản rộng 4.5, dày sát cán cái này gần 3 ly. Tuy nhiên ở phần ở trong cán này thì nó rất là dày. Hàng này hàng hàng hiếm, giá 1 triệu. Cái này là vừa sưu tầm vừa sử dụng mà nó lại không gỉ hoặc là kháng gỉ rất là cao. 80-28, một Suzuki. Cái này 3 lớp thép, lõi thép sử dụng thép Thụy Điển không gỉ. Thép Thụy Điển nó có một dòng thép carbon có gỉ và một dòng thép Thụy Điển không gỉ. Cái này hiện tại mình thấy là lõi của nó không gỉ. Giá là 500.000 đồng. Dài lưỡi là 20.6, 20.7. Bản rộng 3.6. Bộ dày 1 ly rưỡi. Cái này có thể dao của nó còn tình trạng còn rất là tốt cho nên là mình không thấy lõi nó có dấu hiệu gì. Không biết là cái này là Thụy Điển có gì hay là không gì. 500.000 đồng. 80-29, một cây cùng hãng. Cái này thì kích thước nó dài hơn, sử dụng thép Thụy Điển. Lõi là thép Thụy Điển không gì. Cái này của hãng Tojiro. Đúng rồi, dòng này hãng Tojiro không gỉ. Dài lưỡi là 23.8. Bản rộng gần 3.5. Độ dày 2 ly. Cái này có thể là lõi thép Thụy Điển độ kháng gỉ cao, giá 600.000 đồng. Cầm những cái này ốp không gỉ rất là sạch. Thường Tojiro nó là lõi không gỉ là VG10, tuy nhiên cái này là lõi Thụy Điển, có thể là lõi thép carbon kháng gỉ rất là cao. 80-30, một cây Santoku của hãng Kikuichi. Cái logo đặc trưng của hãng là hình bông cúc này. Cầm cái này nó rất là đầm tay, lõi thép carbon ốp không gỉ, chữ khắc cả hai bên và mộc truyện, cán không bị hở mà hở rất là nhẹ không đáng kể. Dài lưỡi 16.6, bản rộng sát cán là 4.3, độ dày 2 ly rưỡi, giá 300.000 đồng. Lõi thép carbon luôn có một độ bén nhất định, nó khác biệt. 80-31, một cây Santoku Mini 3 lớp thép. Đây là hàng rèn thủ công bằng tay, nó là thép carbon. Cái này lõi của nó là sử dụng thép giấy xanh. Cán mới, bên mình thay bằng cái cán mình tự chế. Này bị hư cán. Giá là 180.000 đồng. Các bạn trải nghiệm một cây thép giấy xanh. Dài lưỡi là 11.5. Bản rộng gần 3.9. Độ dày 2 ly rưỡi. 180.000 đồng. Thép giấy xanh nó là một cái dòng thép cao cấp mà người ta dùng trong rèn dao của Nhật. Nó là sự lựa chọn hàng đầu của những người thích sưu tầm dao Nhật. 80-32, một cây đề ba 2 lớp thép, lưỡi dao dùng cho tay phải. Đề ba mini. Cái này của làng rèn Sakai có giá là 120.000 đồng. Dài 9.3, bản rộng gần 3.5. Hàng rèn thủ công, nó dày thì trong gần 5 ly, mỏng về mũi. Cán của nó còn rất là đẹp. Cái này hàng xài lướt 120.000 đồng. Các bạn dùng đi câu,
câu cá hoặc đi phượt, các bạn có thể dùng những cái sản phẩm này dắt theo bên mình và nó rất là tiện. Khi sử dụng tới nó thì nó rất là sắc bén. 80-33, một cây dao 3 lớp thép, Santoku 3 lớp thép, có giá là 150.000 đồng. Đây nó có chữ hơi mờ. 3 lớp ốp kháng rỉ rất là cao, hàng rèn thủ công. Dài lưỡi 13.3, bản rộng 3.2, độ dày gần 4 ly. Ốp kháng rỉ, lõi đã mài tách vân, cán và khâu hình chữ D, 150.000 đồng. Các bạn dùng dao này lóc cũng được. 80-34, một cây dao dáng như một cây dao bài Việt Nam, một cây Nakiri hàng mini, có chữ. Nó là hàng rèn thủ công cho nên là nó dày từ trong, trong khá là dày, mỏng về mũi. Đấy là cái dấu hiệu đặc trưng của những cây rèn thủ công. Họ làm dày ở cái sống dao sắt cán này để cho nó cứng cáp cây dao. Tuy nhiên là mỏng về mũi, bề mặt còn nguyên lớp ram, rất là tốt. Dấu hiệu xài lướt. Giá 200.000 đồng. Dài lưỡi là 12.4, bản rộng gần 4.1. Nếu mà độ dày sắt cán cái này tới gần 5 ly, 4 ly rưỡi, gần 5 ly, 200.000 đồng. Các bạn trải nghiệm cái này nó như một cây dao bài của Việt Nam mình. Xưa các cụ ta ngày xưa là hay dùng bổ cau này, dùng đa năng, bổ cau rồi là thái rau củ quả đều rất là ok. 80-35, một cây dao 3 lớp thép. Cái này có cái cán nó rất là lạ. Bên mình lại phải tháo từ trong ra, xong rồi lại vệ sinh từ trong cán nó. Cán nó rất là sâu. Đấy, cán nó hơi bị nhăm một xíu, mình xử lý lại cái phần cán này. Nhưng cây này thì nó rất là cứng, nó dày từ trong, kiểu giống như một cây dao chặt than. Họ thiết kế khá là lạ. Đằng sau này họ thiết kế vát như vậy. Giá là 200.000 đồng. Dài lưỡi 11.2, bản rộng 4.8, sống dày 4 ly rưỡi, đoạn này gần 2 ly, 200.000 đồng. Cái này nó cứng và lại rất là bén, hàng thủ công. Họ dao Nhật nó có những cái dáng dao nhìn rất là lạ, một số người không hình dung được. Mình mới đầu tiếp xúc với dao Nhật cũng thấy rất là lạ, với những cái dáng như là Unagi này, nhìn nó hoàn toàn khác biệt, hoặc là Usuma. 80-36, mình có một cây đề ba. Cái này là nguyên khối thép không gỉ. Hãng này hãng rất là xịn. Đặc biệt cái điểm nhấn của hãng đó là cái cán. Nó có cái kim loại đằng sau này. Đây nó có cái logo hình chữ G. Dòng này thì đề ba ít gặp. Giá mới của cây này nó rơi vào khoảng hơn 5 triệu một cây này. Lưỡi dao dùng cho tay phải, dài lưỡi là 16, bản rộng gần 4.8. Đo dày sắt cán cây này nó là 3 ly, mỏng về mũi. Về mũi cây này còn 2 ly rưỡi. Các bạn nào thích sưu tầm dòng này, dùng những cây không gỉ này, giá 700.000 đồng. Thép không gỉ, họ nhiệt luyện tới sát cổ dao. Các bạn nhìn được cái đường nhiệt luyện của họ. 80-37, một Santoku 3 lớp, lõi không gỉ, ốp không gỉ, hoặc là lõi kháng gỉ rất là cao.
tại mình thấy nó không gì. Chữ khắc thủ công bằng tay. Giá là 280.000 đồng. Cái này là khâu đúc cán phun tang. Dài lưỡi là 17. Bản rộng 4.1. Dày gần 2 ly, tầm ly rưỡi, ly 8. 280.000 đồng. Cái này hàng xịn, cái là vì cái bản kích thước của nó còn hơi nhỏ. Và khâu đúc cán không bị hở. $280.000. 80-38, một nakiri nguyên khối thép không gỉ, khâu đúc thép không gỉ nguyên khối, giá là 220.000 đồng. Dài lưỡi 16.3, bản rộng 4.5, cái này mỏng, độ dày 1.5 ly, cái này rất là mỏng, không thấy có chữ nên bán là 220.000 đồng. Cắt rất là bay. 80-39, một santoku 3 lớp, lõi không gì, ốp không gì. Cái này sử dụng lõi gôn không gì. Một mộc triện lõi gôn. Một kinh nghiệm để các bạn chọn. Nếu mà các bạn có đi ra bãi chọn thì những cây mà đóng chữ gôn này nó sẽ là không gì. Dài lưỡi 16.7, bản 4.4, độ dày 1.5 ly. Cái này tình trạng dao còn rất đẹp, hoàn toàn như mới, không có một dấu vết gì chảy xước. 250.000 đồng. Tám mươi gạch 40, có một cây nakiri 3 lớp, lõi thép carbon kháng gỉ rất là cao, ốp không gỉ, chữ thì rất là nhiều, chữ và mộc triện, khâu của nó bằng kim loại thép không gỉ, cán thiết kế hình chữ D, một cái dán nhìn thiết kế khá là thẩm mỹ rất là cao, nhìn cái dao nó rất là đẹp. Trên đây nó có đóng mộc triện Sunclass Made in Japan. Giá là 350.000 đồng. Dài lưỡi 16.8, 16.9. Bản rộng gần 4.4. Độ dày 2 ly. 350.000 đồng. Cầm nó khá là đầm tay. Chữ khắc rất là đậm. 80-41, một santoku 3 lớp, cái này lõi không gỉ, ốp Damascus. Bên mình thường không có nhúng các sản phẩm dao qua FECL, qua cái dung dịch đó nó sẽ hay bị ám, mình không thích. Nhúng vào khi các bạn sử dụng với những cái dòng lõi thép carbon nó sẽ rất nhanh bị gỉ. Cái này phần lưỡi dao, lõi dao này nó hơi bị ám đầu kim một xíu do tiếp xúc với thép không gỉ, thép có gỉ. Còn tổng thể cái này là lõi không gỉ, ốp không gỉ, cán không bị hở. Ba đinh chốt. Giá là 550.000 đồng. Dài lưỡi 15.9. Bản rộng 4.4. Dày 1.5 ly. Damascus 550.000 đồng. Cực kỳ bén, nó có chữ, tuy nhiên là chữ in hơi mờ. Tám mươi gạch 42, một santoku 3 lớp, lõi không gôn không gì và ốp không gì, lõi gian mai lượn sóng. Giá 250.000 đồng. Dài lưỡi 16.3, bản rộng 4.1, độ dày 1.5 ly. Dùng thái rau củ quả và thái đồ chín nó rất là sạch.
Các bạn sau khi trong quá trình dùng các bạn mài lấy bén lại, các bạn chỉ cần mài đầu lưỡi thôi, bởi vì bên mình hạ mép rất là thoáng, không có mài nguyên đầu lưỡi. Nếu mà mài nguyên đầu lưỡi thì dao nó nhanh cùn. 80-43, một san tu cư 3 lớp. Cái này lõi thép carbon có kháng gì và ốp không gì? Chữ khắc thủ công bằng tay. Cái dao này lõi gian may lượn sóng rất là đẹp. Khâu kim loại thép không gì. Cán 3 đinh chốt không bị hở. Giá là 450.000 đồng. Dài lưỡi 17.7, gần 17.8. Bản rộng gần 4.6. Độ dày 1 ly rưỡi. 450.000 đồng. Cái này dùng các bạn bao xịn, bao bén. Lưỡi dao thép carbon, ốp không gì. 80-44, một cây dao santoku có giá là 250.000 đồng. Cái này là khâu đúc nguyên khối thép không gỉ, cán không bị hở, 3 đinh chốt. Nó có chữ, trong quá trình vệ sinh nó hơi mờ đi cái chữ của nó. Đây là chữ in. Dài lưỡi là 16.6, gần 16.7. Bản rộng 4.4. Độ dày 1 ly rưỡi. 250.000 đồng, khâu đúc. Cái này khâu đúc rất là đẹp. Khâu đúc bằng thép không gỉ. Tám mươi gạch 45, một cây santoku 3 lớp, lõi gôn không gỉ, ốp không gỉ. Cái cây này tình trạng dao nó còn như dao mới, kích thước của nó lưỡi dao cũng rất là dài, cán gỗ đỏ, 3 đinh chốt không bị hở, chữ khắc cả hai bên. Mình không có thời gian check cái hãng Sugimoto gì đấy. Dài lưỡi là 18, bản rộng gần 4.5, lưỡi dài 18 thái rất là thoải mái tay. Độ dày gần 2 ly, giá 500.000 đồng. Mình đánh giá cao cái này từ về kích thước đến tình trạng cây dao, và đặc biệt là cán gỗ đỏ cũng rất là thẩm mỹ, thường gỗ đỏ nó là xịn. Rồi mình đi vào các dòng dao thủ công, rèn thủ công bằng tay, dao thép carbon. Đầu tiên là một cây Nakiri có giá là 200.000 đồng, 80-46. Thì trong tất cả những cây Nakiri, có cây này mình thấy là cái tình trạng lưỡi dao của nó không được cứng như những cây còn lại. Tuy nhiên thì giá trị sử dụng của nó vẫn còn rất là tốt. Cán nguyên zin của nó. Lưỡi dài 17, gần 17.4. Phần rộng nhất là 5.5. Độ dày 3 ly rưỡi, mỏng dần về mũi. Bề mặt còn lớp ram. Mình để giá là 200.000 đồng. Do mình đánh giá cái chất lượng nó không còn cứng như những cây còn lại. Khâu đồng, cán còn đẹp. 80-47, một Nakiri hàng rèn thủ công có giá là 280.000 đồng. Cái này bề mặt dao có kháng gỉ rất là tốt, 3 lớp thép, đá mài tách vân, chữ khắc rất là đậm, còn lớp ram này. Cái này là có kháng gỉ tốt, cán và khâu hình chữ D. Cái này có một nhược điểm duy nhất, đó là cái phần khâu của nó kiểu như bị tác động bởi nhiệt, cho nên là nó sùi cái lớp nhựa. Mình xử lý nó chỉ được như vậy thôi. Còn giá trị sử dụng của cây dao này thì rất là ok. Mình chia sẻ thêm là với những cái dòng dao thép carbon này thì nó sẽ dành cho những bạn nào đã trải nghiệm rất nhiều dao Nhật, thích sử dụng dao thép carbon. Với những ưu điểm của nó thì rất là bén,
và giữ bén rất là lâu, cũng như là dễ bài. Tuy nhiên là nó sẽ có rỉ, nó có thể rỉ ngay trong cái lần dùng đầu tiên ấy. Cho nên là các bạn hãy cân nhắc. Nó sẽ dùng cho những các bạn nào làm đầu bếp này, hay là các bạn sử dụng thái rất là nhiều, thái thường xuyên thì nên dùng những dòng này. Còn nếu mà ít khi sử dụng thì các bạn cân nhắc, bởi vì bảo quản nó dễ bị rỉ lắm. Còn các bạn có thể trải nghiệm thì ok, mua trải nghiệm, sưu tầm. Dài lưỡi 16.5, bản rộng gần 5 cm, độ dày hơn 4 ly. Cái này kể từ sống dao nó cũng rất là sạch, kháng rỉ rất là cao, bề mặt còn lớp ram. 280.000 đồng. Cái này xấu mỗi cái khâu, khâu của nó bị xấu. 80-48, một nakiri 3 lớp. Cái này rất nhiều chữ, khắc bằng tay. Có giá là 280.000 đồng. Hàng rèn thủ công, bề mặt còn lớp ram, 3 lớp thép. Dài lưỡi 16.3, bản rộng gần 4.9, độ dày 3 ly rưỡi, 280.000 đồng. Chữ cái này khắc bằng tay. 80-49, một nakiri 3 lớp. Cái này có kích thước lớn, xuất xứ của làng rèn Sakai. Cái phần sát cán của nó có những vết lấm tấm kiểu dạng như ốp Narcissi, không biết có phải không. Bề mặt cái này có kháng rỉ, sống dao cũng vậy, kháng rỉ rất là sạch. Điểm trừ duy nhất cây dao, cái cán của nó có một cái vết xước và bị ăn mòn. Dài lưỡi 16.7, 16.6, gần 16.7. Phần rộng nhất là 5.4. Độ dày 4 ly rưỡi. Về mũi cái này còn 1 ly rưỡi. Mũi cái này nó dày so với trung bình của một cây nakiri. Bản rộng, giá là 450.000 đồng. Những cái dòng này thường của nó ốp kháng rỉ cao. Các bạn cần một cây nakiri mà đầm, có người thích nakiri mỏng, người thích nakiri đầm tay thì dùng cây này. 450.000 đồng. Một cây đề ba 2 lớp thép. Cái này là khâu bằng khâu sừng vàng. Lưỡi dao dùng cho tay phải. Khâu sừng là thường dao xịn, người ta dùng khâu sừng. Cái hãng nó cao cấp. Dài lưỡi là 15.3, gần 15.4. Bản rộng 4.8. Dao có độ dày 8 ly, mỏng về mũi. Hàng rèn thủ công, 350.000 đồng. Đề ba thì chuyên về xử lý hải sản, mổ cá, lóc xương cá và cắt xương cá đều ok. 80-51, một đề ba 2 lớp thép, lưỡi dao dùng cho tay phải. Có giá là 250.000 đồng. Trên cán dao cũng có rất nhiều chữ. Dài lưỡi 14.9, bản rộng gần 4.7, độ dày cái này 7 ly rưỡi, 250.000 đồng. Khâu kim loại. 80-52, một cây dao 3 lớp thép, dáng của một cây sashimi, nhưng mà 3 lớp thép. Lõi dao đã mài tách vân, bề mặt dao còn rất là tốt. Giá 200.000 đồng. Dài lưỡi 16, bản rộng 2.7, nó dày được gần 3 ly, 200.000 đồng.
cực kỳ bén. 80-53, một santoku của Misono này khắc hình hoa anh đào. Nó sử dụng thép Thụy Điển, thép carbon, hai đinh chốt bằng đồng thau. Cái này bề mặt của nó cái vết lấm tấm này. Thép Thụy Điển nó có gì, cho nên là những vấn đề bị ám gì nó không tránh khỏi. Có giá là 250.000 đồng. Dài lưỡi 17.3, bản rộng 3.8, dày gần 2 ly, 250.000 đồng. Misono, hãng này là hãng xịn, đấy là tình trạng dao nó còn không được ấn tượng, cho nên là giá 250.000 đồng. Thường giá dao bãi những cái này nó rơi vào tầm ngoài 500.000. 80-54, một cây 3 lớp, hàng rèn thủ công. Cái này lõi sử dụng thép giấy xanh, bề mặt ốp thép carbon mềm. Cái này dùng làm dao lóc đều rất là ok. Cái cán họ có khoan một lỗ như vậy. Giá 300.000 đồng. Dài lưỡi 16.3, bản rộng 3.6, độ dày 3 ly, mỏng về mũi. Thông số kích thước đều con số rất là đẹp. Thép dây xanh ấy, cái này cán vừa khâu hình chữ D, 300.000. Tiếp theo cũng là một cây 3 lớp sử dụng thép dây xanh. Cái này cán còn nguyên tem. Đây nó có đóng cái mộc triện thép dây xanh này các bạn này. Giới thiệu thật rõ là các bạn rõ. Có 3 chữ khắc thủ công. Hàng 3 lớp. Tình trạng hàng xài lướt cho nên là cán còn nguyên tem. Wow. Hôm nay chảy sức rồi, suýt nữa chảy sức tiếp theo. Cái chữ ở trên cán này và chữ ở trên tem này nó đồng dạng với nhau. Dài lưỡi 17.7, bản rộng 3.5, độ dày cái này 2 ly rưỡi, về mũi cũng tầm 2 ly, 350.000 đồng. Các bạn trải nghiệm một cái sản phẩm thép dây xanh, hàng xài lướt còn hoàn toàn mới. Bề mặt của nó là sử dụng thép carbon, hàng rèn thủ công cho nên là nó màu xám như vậy. Còn nó là dao mới. 80-56, một cây dao hàng thủ công 3 lớp thép. Đây là một cái dáng dao rất là đẹp. Sắt cổ dao này nó cong nhẹ. Đây là chữ khắc ở trên thân dao. Bề mặt còn nguyên lớp ram, hàng rèn thủ công, cán còn rất là mới. Cán họ phủ một lớp sơn màu ghi bạc. Bề mặt còn cái vân búa của quá trình rèn. Giá 380.000 đồng. Dài lưỡi 17.5, bản rộng gần 4.4, độ dày 3 ly rưỡi, 380.000 đồng. Hàng thủ công, hàng rèn thủ công các bạn cần trải nghiệm một cây, thấy cái độ khác biệt của nó. 80-57, cũng một cây dao 3 lớp, hàng rèn thủ công. Cái này nó có cái mộc triện và logo của hãng. Không biết logo này có phải là hàng... Không phải, cái này không phải. Cái này hàng 3 lớp, rèn thủ công, dày thì trong, mỏng về mũi, đã mài tách vân, cán chữ khắc. Giá 300.000 đồng. Dài lưỡi 16.6, bản rộng 4.5, 4 ly, dày 4 ly, mỏng về mũi. Giá 300.000 đồng. Cái này còn rất là tốt, bề mặt của nó còn như mới. 80
gạch 58, một nakiri của Kia, cán gỗ khâu sừng. Kia thường nó chỉ có sử dụng giấy xanh hoặc giấy trắng. Tuy nhiên là cây này mình không thấy có đóng sử dụng lõi gì. Mà lõi của Kia đảm bảo các bạn mài luôn thấy nó rất là cứng, độ cứng khác biệt. Hàng rèn thủ công, dày thì trong, mỏng về mũi. Dài lưỡi 14.5, mình đo phần rộng nhất là 5.1. Phần dưới này thì nó nhỏ hơn, còn 4.9. Độ dày gần 4 ly. Khâu sừng giá 350.000 đồng. Nếu mà đá không đá mài mà không xịn, thậm chí mài cái dòng lõi của Kia này nó rất là lâu sắc, bởi vì lõi của nó là thép rất là xịn, thép cứng. Độ cứng của nó lên tới 65 HRC với dây trắng và dây xanh. 80 gạch 59, một nakiri 3 lớp, hàng rèn thủ công. Cái này tình trạng còn rất mới và cái này sử dụng lõi thép Thụy Điển. Bề mặt còn lớp ram, cán còn tem. Cái này có giá là 300.000 đồng. Dài lưỡi 16.5, bản rộng 5.2. Độ dày, cái này có độ dày là 4 ly. Giá 300.000 đồng. Thép Thụy Điển còn nguyên lớp ram. Thép Thụy Điển độ bén tương đương với thép dây xanh. Mình nhấn mạnh với các bạn như vậy. Sống dao cũng vậy, còn rất là dày và còn lớp ram. 80 gạch 60, một nakiri 3 lớp. Cái này của làng rèn Tô Sa. Cán còn tem, giá 300.000 đồng. Cái bề mặt của nó xước 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 xước, kiểu như là thường mình thấy những cái dòng này sử dụng thép dây xanh, nó hay xước bề mặt như vậy. Dài lưỡi 16.8, bản rộng 4.8. Độ dày 3 ly rưỡi, mỏng với mũi. Cái này là khâu bằng nhựa. Cán của nó gỗ rất là xịn, cán cầm nó bóng. 300.000 đồng. Tám mươi gạch 61, một nakiri 3 lớp, hàng rèn thủ công. Cái này sống rất là dày, giá 250.000 đồng. Cái này của làng rèn Seki. 14.5, rộng 5.1, độ dày 5 ly, hơn 5 ly, ở làng rèn Seki. Những cái hàng thủ công này nó rất là bén, sống dày. Tám mươi gạch 62, có một cây sashimi 3 lớp. Cái này của làng rèn Tô Sa. Nhưng mà hàng sashimi này rất ít khi gặp một cây 3 lớp. Những cây này có thể dùng cho cả tay trái và tay phải. Kích thước cũng rất là dài. Hàng 3 lớp thép, giá là 380.000 đồng. Dài lưỡi 21.3, bản rộng gần 3 sen. Độ dày 3 ly rưỡi, mỏng về mũi. 380.000 đồng. Sashimi thường nó 2 lớp dùng cho tay trái hoặc tay phải. Tuy nhiên cây này là 3 lớp. Của Tô Sa thì thường lõi của nó sử dụng xanh hoặc trắng. Và cuối cùng của video ngày hôm nay, một cây Usuba. Cái này 2 lớp thép, lưỡi dao dùng cho tay phải. Cái phần mũi dao của nó gần giống một cây Habokiri. Cái này khâu sừng, cán và khâu hình chữ D.
chữ khắc của nó rất đậm, khắc sâu. Đây là lõi của nó lên tới tận đường chân này. Giá 500.000 đồng. Đo như thế này là chiều dài 20.1. Phần rộng nhất của nó là 4.4. Độ dày 5 ly. 500.000 đồng. Đá mài tách vân. Tay mình ướt, cầm nó hơi bị. Mũi này của nó rất là bén. Rồi, mình xin kết thúc video ở đây. Xin cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn mua hàng liên hệ với mình qua số điện thoại 0989 068 323. Xin chào các bạn.